ngày 25 tháng 8, kính Thánh Louis. Thánh Louis sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Thân phụ ngài là vua Louis thứ 8 cai trị nước Pháp và thân mẫu ngài là hoàng hậu Blanche. Người ta thuật chuyện rằng khi hoàng tử Louis còn nhỏ, hoàng hậu Blanche đã ôm ghì ngài vào lòng và nói: "Mẹ yêu con, hỡi con yêu dấu của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều, nhiều như bất cứ người mẹ nào có thể yêu thương đứa con của mình. Nhưng mẹ thà thấy con chết dưới chân của mẹ còn hơn thấy con phạm một tội trọng." Louis hằng ghi tâm khắc cốt lời dạy này của thân mẫu. Louis lớn lên trong sự dưỡng dục và ấp ủ của niềm tin Công giáo. Khi Louis lên 12 tuổi, vua cha băng hà và Louis lên ngôi kế vị cha. Tuy nhiên, hoàng hậu Blanche đã nắm quyền cai trị nước cho tới khi Louis được 21 tuổi. Thánh Louis là một vị quân vương rất đặc biệt. Ngài kết hôn với cô Margaret, con gái của một bá tước. Cả hai rất tha thiết yêu nhau, họ sinh được 11 người con. Louis là người chồng và là người cha tốt lành. Khi hoàng hậu Blanche còn sống, bà là cố vấn rất được Louis quý trọng. Dù bận rộn với trăm công nghìn việc, Louis cũng gắng xếp thời gian để tham dự thánh lễ và nguyện kinh thần vụ hàng ngày. Vua Thánh Louis là hội viên của dòng Ba Francisco và ngài sống rất mực giản dị. Louis rất quảng đại và rất có công tâm. Ngài cai trị thần dân với đức khôn ngoan, bác ái theo giáo huấn của Chúa Kitô. Đối với vua Thánh Louis, tin và sống chỉ là một. Vua Louis biết cách dàn xếp những cuộc cãi vã và tranh chấp. Ngài lắng nghe những người nghèo khổ và thiệt thòi về quyền lợi. Ngài dành thời gian cho mọi người, chứ không cho riêng những người giàu có và quyền thế. Ngài cũng ủng hộ nền giáo dục Công giáo và đã xây cất nhiều tu viện. Nhà sử học John Ville đã viết một cuốn tiểu sử về vua Thánh Louis. Ông nói rằng mình đã trải qua 22 năm phục vụ nhà vua. Ông là bạn hàng ngày với vua và ông nói rằng trong suốt những năm ấy chưa bao giờ nghe thấy vua Louis chửi thề hay nói một lời tục tiểu nào. Vua Louis cũng không cho phép ai được dùng loại ngôn ngữ thô bỉ đó trong lâu đài của vua. Vua Louis cảm thấy phải khẩn trương giúp đỡ các Kitô hữu đang chịu đau khổ tại đất thánh. Ngài muốn tham gia các cuộc thánh chiến để giành lại đất thánh đang bị những người Hồi giáo chiếm giữ. Lần đầu, vua Louis bị bắt làm tù binh. Thế nhưng, ngay cả ở trong tù, Louis cũng sống như một hiệp sĩ của Chúa Kitô. Louis tỏ ra hiên ngang và cao thượng trong mọi lối hành xử. Sau đó, Louis được trả tự do và được trở về cai trị vương quốc của mình ở Pháp. Tuy nhiên, chớp lấy cơ hội, Louis lại sang đất thánh lần nữa. Nhưng trên đường đi, Louis bị bệnh sốt thương hàn. Trước lúc qua đời, Thánh Louis đã cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, con sẽ tiến vào nhà Chúa, thờ lạy Chúa trong thánh điện của Ngài và dâng Chúa vinh quang xứng với danh Ngài." Thánh Louis qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 1270, lúc được 56 tuổi. Đến năm 1297, Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 8 đã tôn phong Louis lên bậc hiện thánh. Sống trọn vẹn những giá trị tin mừng ở bất cứ thời đại lịch sử nào cũng thật là điều không mấy dễ dàng. Vua Thánh Louis nước Pháp bằng gương sáng của mình đã dạy chúng ta phải dành thời giờ cho Thiên Chúa và cho việc cầu nguyện. Nếu bị cám dỗ là quá bận rộn với công việc đến nỗi không thể cầu nguyện được, chúng ta hãy nài xin Thánh Vua Louis chỉ cho chúng ta bí quyết của Ngài. Thánh Giuse Calasan, linh mục, sinh năm 1557, mất năm 1648. Thánh Giuse Calasan,
sinh năm 1557 tại Bejanta de la Sal, miền Aragonia. Cha mẹ ngài là một trong những nhà giàu có trong miền, nhưng đã dày công dạy cho con biết yêu Chúa thiết tha, ham thích cầu nguyện và gớm ghét tội lỗi. Chính Giuse ngay từ niên thiếu đã tỏ dấu có lòng bác ái, đặc biệt với trẻ nhỏ, và ưu tư giáo dục chúng. Ngài thường tụ họp các bạn trẻ lại để dạy cho chúng biết các mầu nhiệm đức tin và biết cách cầu nguyện. Lớn lên, Giuse được gửi học văn phạm và các môn cổ điển tại Estadilla. 15 tuổi, ngài đã hoàn tất chương trình trung học. Cha mẹ ngài đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai của con. Giuse lại mong chờ một sứ mệnh cao cả hơn. Ngài xin theo học một chương trình sống rất nghiêm khắc để đề phòng những dục vọng bất chính. Ngài còn nhiệt thành dạy giáo lý cho người dốt nát, thăm viếng giúp đỡ các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Dầu vậy, ngài đã thành công mỹ mãn và được cha cho phép ở lại để học dân luật và giáo luật. Ngày 11 tháng 4 năm 1575, ngài chịu phép cắt tóc gia nhập hàng giáo sĩ. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật và dân luật, Giuse tiếp tục học thần học tại Valencia. Nơi hoa lệ này, quỷ đã ra sức tấn công đức chinh khiết của Giuse, nhưng quyết hiến thân cho Chúa, Giuse đã chiến thắng vẻ vang. Từ đó, ngài bỏ Valencia để tiếp tục theo học tại Ancada. Tuy nhiên, một thông tin làm xáo trộn cuộc đời ngài. Người anh của Giuse, một sĩ quan trong quân đội từ trần mà chưa có con nối dõi tông đường, Giuse trở về quê nhà, vâng lời cha mẹ, nhưng vẫn nuôi ước vọng làm linh mục. Ngài ra sức cầu nguyện và được nhậm lời. Ngài bị lâm trọng bệnh và các y sĩ đều bó tay. Người cha của Giuse hứa cho ngài làm linh mục nếu được chữa lành. Giuse đã lành bệnh. Ngày 17 tháng 12 năm 1583, Giuse được thụ phong linh mục. Từ đó, cha Giuse lao mình vào công việc chấn hưng đạo đức. Ngài đã thành công đến nỗi 35 tuổi đã được đặt làm bề trên địa phận Ugen. Dầu vậy, ngài cảm thấy sức thúc đẩy đến Roma. Ngài lên đường và suốt 5 năm ngài đã sống tại giáo đô như là một khách hành hương khiêm tốn. Trong thời gian này, thánh nhân đã thấy tận mắt sự khốn cùng và những tật xấu của đám dân nghèo. Ngài xác tín rằng tình trạng này gây nên bởi sự thiếu hiểu biết về đạo. Hiện đang được sở hữu tài sản lớn lao do người cha từ trần để lại, ngài liền thiết lập những trường miễn phí cho dân nghèo. Nhiều người đến cộng tác với ngài, phần lớn là các giáo sĩ. Dần dần, họ họp thành một dòng giáo sĩ triều, được đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Năm 1622, cha Giuse đã đặt làm bề trên Tiên Khởi. Các trường dưới sự hướng dẫn của ngài ngày càng thêm nhiều,
Công cuộc của Ngài lan rộng sang Đức, Bohemia và Ba Lan. Về già, cha Giuse trở thành nạn nhân của một âm mưu nhằm chất phế Ngài xuống. Mầm mống chia rẽ vì ghen tị mọc lên trong dòng, khiến Đức Innocente X hạ dòng xuống thành hội đạo đức mà thôi. Cha Giuse vẫn vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, Chúa lại thương thưởng công cho Ngài và nhiều phép lạ, nhất là được thấy Đức Mẹ Ẵm Chúa Giêsu đến xem các học trò của Ngài lần hạt và ban phép lành cho họ. Ngài còn được ơn nói tiên tri, cho biết 10 năm sau dòng sẽ phục hồi và bành trướng mạnh mẽ. Ngày 25 tháng 5 năm 1648, Thánh Giuse từ trần vì một cơn sốt, thọ 92 tuổi. Năm 1767, Ngài được phong thánh. Năm 1948, Ngài được đặt làm vị tông đồ việc giáo dục và làm đấng bảo trợ các trường công giáo.